Kịch bản Nantana Wirachon. Đạo diễn Sara Yung Yong. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Chirenang Manochem trong vai Soi Sổn Nào, Thana Sutti Kamon trong vai Bí Thun, Bunjapon Bunpipak trong vai Penny, Bà Thẩm Thông Rương Chay Đi trong vai Vô Thin, Nắc Cha Gia Cả trong vai Lúc Sỏn, Thằng Thá Na Con trong vai Bật, Ca Huy Tăng Gia Ra Rất trong vai Nớp, Khanh Nương Bim Tha Na Pít Cha Con trong vai Căng La Gia, Ivorin Chương Chớp trong vai Đảm Tơi, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Nếu như Lút Sỏn là con gái của tôi thật, bà chúng ta ở cùng nhau chắc chắn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Lỡ Soi Sổn mê mẩn nó và muốn phản bội tôi thì... Đừng nghĩ là Sỏn không biết. Chú đã bỏ lỡ chuyện gì à? Sỏn, trưa nay sao? Nó cả gan dám gửi cái địa chỉ hẹn hò với Bí Thun đến thách thức sao? Đúng vậy. Bình yên. Cuộc đời của anh từ nay về sau đừng mơ là sẽ được bình yên. Anh đừng qua lại với người đó nữa. Bác sĩ nói như biết người đó là ai vậy? Tôi biết chứ. Anh Thiên, anh Thiên, Sỏn xin lỗi. Trước lúc về Bangkok, chúng ta nói gì với nhau hả em? Đừng gây chuyện, đừng để chú Bật biết là Sỏn biết những chuyện chú ấy đã làm. Rõ ràng em nhớ. Nhưng mà vừa nãy em định làm cái gì vậy? Anh Thiên có biết việc đổi xe đẩy và đồ dùng buồn hay không vậy? Xe đẩy nhân viên hành lý. Đừng có nói sang chuyện khác. Sỏn không có ý đó. Nhưng lúc nãy Sỏn đi gây chuyện là vì Sỏn mới vừa biết việc thay đổi toàn bộ xe đẩy chỉ trong vòng 6 tháng. Họ đổi hết mọi thứ thật sao? Xe đẩy vẫn còn mới và còn rất tốt nữa, vẫn còn dùng được lâu lắm. Nhưng mà họ không hề sàng lọc gì hết. Phải xem cái nào cần đổi, cái nào cần giữ lại chứ. Đây là việc chi tiêu không bình thường đó anh Thiên à. Cậu đã kiểm tra số tiền với bên bộ phận thu mua chưa? Rồi. Cứ vậy đi. Sao tự nhiên cậu lại gây chuyện với Lút Sỏn hả? Tôi thấy cô Lút Sỏn đứng nhìn mấy người vận chuyển đồ một lúc lâu rồi. Cậu phải theo dõi cho cẩn thận đó. Con bé này không phải bình thường đâu. Đã vậy còn có Vô Thiên nữa. Tôi không muốn liều lĩnh. Dạ. Để Sỏn giúp cho bác Chin nha. Dạ được chứ. Bác Chin à, đây là xe đẩy vừa mới được chuyển tới ngày hôm nay hay sao? Đúng rồi. Alo, xin chào. Tôi gọi là để đặt xe đẩy của bộ phận buồng phòng. Xe dành cho nhân viên hành lý. Mỗi loại lấy 50 cái. Làm ơn cho tôi xin bảng giá nha. Vào đây gặp tôi ngay bây giờ sao? Tôi đang bận một số việc. Tôi sẽ gọi lại sau.
Anh Nớp có chuyện gì gấp muốn nói với Soi sao? Có người đăng đoạn phim tên là đoạn phim tình nãy, và họ nói là được quay trong xe của anh Pí Thun. Bên Ba Dơm đã kể cho Soi nghe rồi. Soi xem đoạn phim đó chưa? Soi xem rồi. Anh cũng xem rồi. Và anh có cảm giác người phụ nữ đó rất là quen. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì anh đã nhận ra được người đó rồi. Chính là người phụ nữ mà anh yêu trong suốt cả cuộc đời này. Soi xem đoạn phim đó chưa? Xem rồi. Anh cũng xem rồi. Và anh cảm giác người phụ nữ đó rất là quen. Chỉ cần nhìn qua là anh đã nhận ra rồi. Đó là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu suốt cả cuộc đời này. Sao em phải làm như vậy chứ? Em đầu tư với lại Ben Payong không chỉ vì kinh doanh, có đúng không? Dù là chuyện gì đi nữa thì anh xin em hãy dừng lại đi. Soi thấy mừng vì anh Nớp đã nhận ra Soi. Anh cứ tưởng Soi sẽ phản bác lại chứ. Soi đã nói với anh Nớp rồi mà, chuyện gì chúng ta không thể nào được đâu. Soi có biết, nếu Ben Payong biết được chuyện của Soi, cô ta sẽ không tha cho Soi đâu. Anh lo cho Soi sao? Anh không cần lo cho Soi đâu. Soi tự lo cho bản thân mình được. Tại sao lại là Pí Thôn chứ? Tại sao vậy? Sao không phải là anh à? Là ai cũng được, nhưng mà chưa có gia đình, hoặc là không có người vợ đáng sợ như là Ben Payong. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Nớp. Anh Nớp cứ giữ sự lo lắng đó cho mình đi. Cuộc đời Soi, Soi muốn làm gì thì Soi cứ làm thôi. Soi à, anh xin em đó. Soi thích Bí Thun. Nếu Soi muốn một mối quan hệ nghiêm túc thì người đó là anh ấy. Anh Nớp hiểu mà. Nếu như anh đã biết hết mọi chuyện rồi thì anh về đi. Anh sẽ ở đây chờ Bí Thôn. Chú Pí Thôn. À, cháu xin chào chú. Tăng làm mà con chưa về sao? Sởn ngủ ở đây luôn. Vì Ben Payong đâu hả chú? Không đi với chú hả? Không đi cùng. Ủa, vậy chú Pí Thôn có việc ở đây hay sao? Chú thấy buồn chán thôi, cho nên mới ra ngoài kiếm cái gì uống. Vậy tốt quá. Sởn muốn hỏi chú Pí Thôn về trung tâm trị bệnh phổi. Được chứ. Anh có nghĩ là anh có thể nhìn Soi và anh Bí Thun yêu nhau sao? Có thể không đến mức đó đâu. Bởi vì Bí Thun có thể sẽ thắc mắc trước là tại sao hai ta thân thiết với nhau như vậy, trong khi mới quen nhau không được bao lâu hết. Ý của anh là sao? Anh đã thắc mắc một thời gian rồi. Tại sao khi ở trước mặt Bí Thun và gia đình Ben Payong, chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau? Và nếu như họ biết chúng ta quen biết nhau từ trước thì sẽ ra sao đây? Anh nghĩ là sẽ ngăn được Soi bao nhiêu lần đây? Anh quen Soi nhiều năm rồi,
Sao không muốn ở bên anh? Và trước khi anh muốn làm gì, sao muốn anh nghĩ là suốt 20 mấy năm qua anh đã thay đổi soi được chứ? Soi thì lúc nào cũng đúng. Chuyện mà soi vẫn chưa biết là suốt thời gian qua anh chưa từng cố gắng thay đổi soi dù chỉ một lần. Anh cũng nên thử một lần xem sao chứ. Đừng mất thời gian vào chuyện dớ dẫn nữa. Chuyện của soi chưa bao giờ là dễ dẫn hết. Nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ bị bệnh đó nha. Nè, nào không giỏi như anh Nớp đâu mà để có thể thoải mái thi vào ngành y. Thoải mái gì chứ. Anh hả? Anh đọc sách nhiều lắm đó. Thấy không, anh Nớp còn phải đọc sách nữa mà. Cho nên nào phải học hành chăm chỉ hơn anh. Vì nào muốn học lên cao nữa. Tốt nghiệp xong sẽ có công việc tốt, có thật nhiều tiền. Rồi nào sẽ nuôi được ba mẹ mình. Rồi ba nào sẽ tự hào về đứa con gái là nào. Nào chỉ thi khoa quản lý mà thôi mà đã học khó như vậy rồi. Anh Nớp thi ngành y chắc chắn là khó lắm, có đúng không? Khó chứ. Ừ. Khó sao anh không học cái khác đi? Tại sao phải học bác sĩ? Không biết đâu. Cho dù anh Nớp có là gì đi nữa thì anh Nớp cũng phải giúp cho Nào thi đậu đại học bằng được đó. Ok, chắc chắn sẽ giúp cho Nào rồi. Nhớ đây, nha. Để anh chỉ cho. Được rồi, đâu anh đầu. Xem nào, em học đến đâu rồi? Đâu, đưa đây coi. Khó lắm luôn đó anh. Ôi trời, cái này khó thật đó. Nếu bên Ba Dơm biết chuyện của soi thì chuyện của Vô Thiên và Lúc Sỏn cũng sẽ kết thúc. Hay anh muốn chuyện của hai đứa kết thúc ngay khi chưa bắt đầu nữa? Soi đang dùng Lúc Sỏn để ra điều kiện với anh sao? Tương lai của soi không chắc chắn. Biết đâu chuyện của soi và anh Bí Thun có thể kết thúc trước khi bên Ba Dơm biết cũng nên. Nhưng mà nếu như anh cứng đầu thì chuyện của hai đứa trẻ đó sẽ kết thúc luôn ngày hôm nay. Soi, soi dám lấy danh tiếng của bản thân để đánh đổi chuyện này hay sao vậy? Nếu một ngày nào đó nơi đây không còn là của mình, soi cũng bình thường thôi. Cùng lắm thì soi ra nước ngoài sống. Nhưng mà tương lai của hai đứa trẻ đó sẽ thế nào đi? Anh cứ thử nghĩ mà xem. Anh cũng biết mà, soi có thể làm được những lời mà soi nói. Sỏn thích dự án này lắm. Nó tạo ra rất nhiều lợi ích cho xã hội. Sỏn biết chú Bí Thun là người khởi nguồn cho dự án này. Chú đúng là người vì cộng đồng đó. Vậy Sỏn nhờ chú hướng dẫn thêm nha. Cũng không tới mức đó đâu. Nhưng mà là Sỏn, chắc chắn sẽ làm được. Chú tin như vậy. Lúc Sỏn, sao dựng Bí Thun lại ngồi cùng Lúc Sỏn? Chú Bí Thun đến đây uống chút gì đó nên Sỏn mới xin ngồi cùng thôi. Sỏn muốn hỏi về trung tâm trị phổi đó anh. Nhưng đây không phải lúc nói chuyện công việc. Con sợ người khác sẽ hiểu lầm. Con đã nghĩ quá nhiều rồi đó. Ở đây là chỗ công cộng rộng rãi, đầy người đi qua đi lại mà. Dạ đúng. Quán rượu hôm nay không nhiều khách. Con không hề muốn Sỏn có chuyện ở trong cái vòng luẩn quẩn này. Đi thôi Sỏn. Thiên, con có hơi quá đáng rồi đó. Con nói thật nha, những chuyện xảy ra làm cho con không thể nào tin dưỡng được. Đi thôi Sỏn. Bí Thun, nhận điện thoại đi. Anh đang làm gì vậy chứ?
Soi soi, tôi chờ anh ở phòng làm việc. Anh nói là có chuyện muốn nói với tôi. Em hãy nói cho tôi biết đi. Đoạn phim đăng trên trang chủ của bệnh viện do em làm có đúng không? Tôi làm vậy để làm gì? Để cho bản thân bị mất danh tiếng sao? Nhưng mà nó lạ lắm. Đoạn phim ở trong xe đó, hình của tôi và Lisa gửi cho Penny. Cảm giác giống như là có ai đó đang cố tình chơi đểu sau lưng của tôi vậy đó. Nhưng mà anh có cô bên Ba Dơm đứng phía sau lưng như vậy, ai mà dám làm? Cũng không có ít người ở bệnh viện thường ngày hay xem thường tôi, nhưng mà không làm gì được tôi. Từ chị vú quá đi đến mẹ của Penny nữa đều có khả năng cao. Tôi biết mà. Vị trí mà anh đang đứng nó có áp lực ra sao? Nhưng mà dù thế nào đi nữa, tôi sẽ là người ở bên cạnh anh. Sao em lại tốt với tôi như vậy chứ? Có lẽ là tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. เปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนร้ายร้ายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่า เฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าๆให้เธอถูกไปจนวันสุดท้ายอยู่กับความทรมานเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวทีทั้งที่ยังไม่ตายสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปไม่มีคำ Anh Thiên. Sỏn, sao Sỏn lại thân thiết với Dượng Bí Thuân quá vậy? Đó chính là Dượng của anh kia mà. Sỏn cũng biết Dượng ấy là người thế nào mà. Sỏn không nên ngồi riêng với người đó như vậy chút nào. Tại sao anh Thiên lại nổi giận tới mức hùng hổ như vậy hả? Anh thấy rõ ràng Dượng ấy đã xoa đầu Sỏn đó. Chú ấy quý mến em như là người thân ở trong nhà thôi à. Nhưng mà anh không thích ai làm như vậy với Sỏn. Anh không muốn Sỏn quá tin tưởng Dượng ấy. Sỏn cũng rất cẩn thận mà anh, không có tin tưởng tới mức đó đâu. Nhưng mà người đó là họ hàng của người đặc biệt của Sỏn thôi. Anh đừng giận Sỏn mà. Lần sau đừng để Dượng ấy làm vậy nữa nha. Dạ. Anh Thiên ơi. Lisa, tới đây làm gì? Lisa thấy nhớ anh cho nên mới tìm thôi. Hôm qua vừa mới gặp nhau mà. Nhưng mà vẫn chưa nói chuyện cho nên vẫn nhớ. Anh Thiên, cô gái này là ai vậy hả? Lisa là... Tôi là hôn thê của anh Thiên đó. Không phải đâu, cô ấy là con của bạn bà ngoại anh. À, phải nói chính xác là vị hôn thê tương lai mới đúng. 5 năm trước, vì Benny và mẹ của anh Thiên muốn chúng tôi đính hôn với nhau. Nhưng mà anh đã có người trong lòng anh rồi. Lisa lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ nhau. Nhưng hôm nay được gặp lại anh Thiên tự nhiên làm cho Lisa nhớ đến những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Lần này Lisa quay về đây là muốn gợi lại những kỷ niệm đẹp của Lisa và anh Thiên. Lisa, buông ra. Lisa chỉ giỡn chút thôi mà anh. Em này là ai vậy?
Tôi chính là người đặc biệt của anh Thiên. Tôi tên là Lút Sỏn. Rất vui khi được biết cô. À, hiện tại hai chúng tôi đang làm việc cùng nhau. Và bây giờ đang nói chuyện công việc thôi. Việc gấp lắm đó. Tôi xin phép nha. Mình đi thôi anh Thiên. Không biết sao lại nói được như vậy nữa à. Sỏn. Em xin lỗi anh nha. Anh Thiên à, là chuyện quan trọng lắm luôn đó anh. Chuyện gì vậy? Chuyện người đặc biệt đúng không? Không phải chuyện đó. Ý em là chuyện xe đẩy ngày hôm nay đó. Sỏn nghĩ không phải là đồ mới đâu. Cái xe này nè anh Thiên, đây chính là dấu vết đã qua sử dụng rồi. Nếu là đồ mới thì sẽ không có những vết như vậy đâu. Nếu như không để ý thì sẽ không nhìn thấy được. Hay chỉ mỗi cái này bị thôi? Sỏn đã kiểm tra kỹ hết rồi. Sỏn chắc chắn với anh, tất cả đều đã qua sử dụng rồi đó. Chúng ta lấy đồ cũ vứt đi để lấy đồ loại 2 về dùng hay sao chứ? Nghe không được chút nào hết. Sỏn sẽ nói chuyện này với mẹ. Nhưng anh nghĩ cái này thôi vẫn chưa đủ đâu. Nhưng nếu như chúng ta chờ thêm, những vết này sẽ không thể dùng làm bằng chứng được nữa. Như vậy đi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với chủ tịch Sôi Sổn. Kiểu bọn rút công quỹ lần này, Sỏn sẽ khiến cho chú Bật phải rời khỏi cái ghế đó cho coi. Biến đi đâu mất tiêu rồi? Cô đang đi tìm Vô Thiên và Lút Sỏn sao? Cô biết họ ở đâu sao? Cô định làm cái gì? Không liên quan gì đến cô. Nói cho tôi biết anh Thiên đang ở đâu vậy? Đừng có làm gì Lút Sỏn. Tôi chỉ lấy lại người của tôi thôi. Cô có từng hỏi Vô Thiên xem cậu ta có là người của cô hay không? Theo những gì mà tôi biết, cô phải đi ra nước ngoài bởi vì cậu ta không chọn cô, không phải sao? Tôi muốn lấy lại đồ của mình, tôi phải có được. Chúng ta đồng ý làm đối tác của nhau, không có nghĩa là cô có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Không thì... Không thì gia đình của Vô Thiên sẽ biết rõ cô chính là loại tiểu thư hư hỏng. Mẹ của Vô Thiên có chọn cô không? Nếu như bà ấy biết cô đã trải qua những gì. Đừng có đụng đến Lút Sỏn. Xin chào chị Benny. Cảm ơn dì đã đưa tôi về. Tôi muốn vào trong uống một ly cà phê có được không? Uống thường xuyên, cẩn thận bị chán đó. Tôi chưa từng chán luôn. Có thể là dì còn mới mẻ nên anh mới vẫn muốn. Tôi không đoán nổi ý của em luôn. Là sao hả? Lần đầu tiên tôi gặp em ở spa, em rất bí ẩn.
Cho tới lúc này, tôi có cảm giác em có điều gì đó rất khó để đến gần. Nhưng mà tôi cũng tự hào vì em chấp nhận cho tôi bước vào thế giới của em. Có thể nhìn khó tiếp cận, nhưng đàn ông đã tiếp cận được rồi đều muốn rời đi. Nhưng mà tôi chưa từng có suy nghĩ rời đi, chỉ muốn được vào mà thôi. Ai đó? Là mẹ tôi. Ê, anh định làm gì? Xuống chào hỏi bác ấy thôi mà. Anh muốn giới thiệu anh là nhân tình của tôi sao hả? Anh về trước đi. Đi đi. Người đàn ông đó là ai vậy? Là bạn con. Bạn kiểu nào đây? Dừng xe ở mẹ trước nhà. Nói bạn là bạn. Ngủ cùng. Soi lớn rồi mà mẹ. Nếu như soi có bạn, đó là chuyện bình thường thôi mà. Mẹ hỏi con người đàn ông đó là ai vậy? Nói ra mẹ cũng không biết đâu. Mẹ không biết hay là con không dám nói? Soi làm gì sai trái hay sao? Mẹ nói giống hệt như biết chuyện gì rồi vậy. Nếu như đúng đắn thì tại sao con lại tránh trả lời mẹ? Con không làm chuyện gì sai đó chứ. Mẹ, để nói chuyện sau đi mẹ. Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Con ngoại tình với bậc. Mẹ biết từ trước khi Băng Lương qua đời kìa. Mẹ đau lòng lắm, vì con đã phản bội người có ơn với con nhất như vậy. Mẹ, mẹ nói để được điều gì chứ? Bây giờ không có ích gì hết nữa. Sởn còn nhớ không? Cái ngày mà thi thể ba con suýt bị vứt, ngày mà chúng ta không còn chỗ dựa, không có tương lai, Băng Lư là người đã cho con chỗ dựa mà. Dứt xác nó xuống dưới núi để tế lễ cho ma không nổi giận với chúng ta. Các người không được làm vậy với lại thi thể của bác Ly. Thi thể của ông Ly phải dùng để tế ma, vì con gái của ông ta làm cho làng của chúng ta gặp chuyện xui xẻo. Nhưng mà bác Ly từng là trưởng làng, đã làm bao nhiêu điều có ích cho làng này rồi, nên phải tôn trọng bác ấy chứ. Ê, nhưng bây giờ tao là người đứng đầu, mọi người phải nghe tao nói. Nếu như không làm theo, chúng ta sẽ gặp xui xẻo mãi thôi. Dứt xác nó xuống núi. Đừng có dứt xác ba tôi. Không được đụng đến thi thể ba tôi. Cấm không được đụng đến thi thể của ba tôi. Chúng tao chuẩn bị dứt xác ba mày như là rác vậy đó, có được không? Cùng đi. Cùng đi. Lên đây. Lên đây. Được là mày rồi. Cùng hết đi. Con sẽ không cho ai làm gì ba đâu. Đi. Đi. Cầm đến gần đây. Cầm đến gần đây. Dứt cả đứa xui xẻo này xuống núi với cái xác của bà nó. Dứt xuống tế mà. Dứt xuống đi. Đừng mà. Đừng dứt xác mà. Dứt xác xuống đi. Muốn gì? Đừng mà. Nào à. Ai tới vậy? Đây là chuyện gì? Mọi người đừng có nghe nó. Bắt con nào và ba con nó dứt xuống núi đi. Nhanh. Im đi. Mày im đi. Ba sao vậy ba? Đây là chuyện của người ở trong làng, là lệ làng của chúng ta, liên quan gì đến ông chủ Băng Lư đâu. Im chứ đi. Tao nói im đi. Cái gì chứ? Chắc chắn chứ, là tôi không liên quan cuộc sống của người làng này.
Không liên quan. Tôi muốn làm tang lễ cho bà Nào theo đúng lệ làng. Nếu không làm như vậy, tôi sẽ hủy diệt mua bán đồ của làng này ngay bây giờ. Và nếu ai giúp làm tang lễ cho bà Nào, tôi sẽ trả thêm tiền. Ê nè, ê, làm gì vậy? Ôi, tụi mày làm cái gì vậy? Tụi mày đang làm cái gì vậy? Bà nói với chúng nó đi. Đủ rồi đó So. Chờ tang lễ của ba em. Anh ta chỉ bù đắp tội lỗi vì đã lựa soi lên giường thôi. Nếu như cảm thấy có lỗi, cậu ấy lấy con làm vợ chính thức để làm cái gì? Và tất cả những gì mà con có ngày hôm nay, cho dù là tiền, công việc kinh doanh, ngôi nhà này, hay là cuộc sống sung sướng giàu có, cậu ấy cho con để làm gì nếu cậu ấy không yêu con? Cậu ấy vẫn nuôi dạy Lúc Sỏn giống như con của cậu ấy. Và cái người nói với mẹ chuyện con ngoại tình cũng chính là cậu ấy. Kể cả khi cậu ấy biết con ngoại tình, cậu ấy vẫn tha thứ cho con. Bởi vì điều gì? Con có từng nghĩ hay không? Tại sao cậu ấy lại chấp nhận? Con nói cho mẹ nghe xem đi. Con nói đi. Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nói chuyện này chứ? Bởi vì mẹ muốn con phải biết suy nghĩ. Nơi đây nè, ngôi nhà này nè, là nhà của Băng Lư, ân nhân của chúng ta. Đừng có dùng nơi này làm chuyện bẩn thỉu khốn nạn nữa con à. Nhưng mà anh ấy đã chết rồi mẹ. Anh ấy chết rồi nhưng mà Soi vẫn còn sống đây. Cuộc đời Soi phải tiến về phía trước. Mẹ không hề cấm. Nếu như con muốn sống cuộc sống vừa ý của con, nhưng mà nó đúng đắn thì mẹ hiểu. Nhưng nếu biết điều gì đó xấu xa thì con đừng làm. Kể cả khi họ đối xử khốn nạn với mình sao? Thì ta phải làm điều xấu xa như họ hay sao hả con? Như vậy không phải là ta khốn nạn hơn họ sao? Khách sạn Băng Na Rai là của Băng Lư. Cho dù cậu ấy cho con vì lý do gì đi nữa thì cũng đừng có hủy hoại nó. Mẹ xin con. Anh Thu nè, Benny gọi anh rất nhiều lần rồi, sao anh lại không nghe máy vậy? Anh có đói hay không? Hơi đói. Đến ngồi ở đây trước đi đã. Ngồi đi. Vậy Benny đi lấy súp nóng cho anh ăn ha, chờ chút nha anh yêu. Benny, em có chuyện gì không? Anh Thu nè, Benny muốn lấy lòng anh đó. Chúng ta đã mất thời gian nhiều lắm rồi mà không được gần gũi nhau gì hết. Anh Thu nè, em nghe nói anh định mua thuốc mới sao? Đúng không anh? Không nói với Benny gì hết vậy? Vì chuyện mà anh đã nói với lại Lisa đó, sao không thấy anh nói với Benny?
Vì anh thấy em bận rộn cho nên không nói. Nhưng mà cuối cùng thì thuốc đó cũng dùng trong bệnh viện của Penny à. Anh chờ cho nó chắc chắn đã rồi mới nói với em. Nhưng anh không có nói với Penny là anh lấy tiền ở đâu ra để mà mua giấy phép của thuốc đó. Anh lấy tiền ở đâu ra vậy hả? Khách sạn Pannarai là của Pan Lư. Cho dù cậu ấy có cho con vì lý do gì đi nữa thì con cũng đừng có hủy hoại nó. Mẹ xin con. Em xin hứa, em sẽ đưa khách sạn Pannarai của anh vào tay người xứng đáng với nó nhất. Cho tôi bánh và sữa cho trợ lý giám đốc. Cảm ơn anh. Alo, tới. Mình cẩn thận lắm mà. Cậu đúng là hay cằn nhằn quá à. Mình không nên kể cho cậu đâu. Mình đã gửi mail cho dì Gia rồi. Tới, chú Bật đã gian lận trong việc thu mua đồ đó. Mình chắc chắn là nếu như mình sợ chú Bật đến mức trục đầu, và nếu một ngày nào đó người ngoài biết được Pannarai của ba mình sẽ bị chà đạp mà không còn gì mất. Ngáp vậy thì thôi, đi ngủ đi. Đi ngủ nha. Tạm biệt ha. Cúp máy đây. Tối nay con phải ngủ ở khách sạn. Được mà mẹ. Mẹ đừng giận con. Ngày mai gặp nhau nha. Dạ. Ăn nhẹ trước khi đi ngủ nha. Cảm ơn nhiều lắm. Ngủ ngon nha.
chắc là anh đã quyết định rồi đúng không? Thì phải đuổi việc. Con không thể nào chấp nhận. Không muốn ở lại trả thù cho nó xong có phải không? Làm đi, gửi clip tôi đâm ông chủ cho cảnh sát luôn đi. Đừng đày đọa bản thân vào lỗi lầm mà mình không thể nào sửa đổi được. Nghĩa là em sẽ cho anh toàn bộ tiền mặt mà không cần bất cứ thứ gì để đảm bảo hết sao? Coi như là quà tặng bắt đầu tình yêu của chúng ta. Cậu nhìn thấy mặt Bí Thuần không? Hắn ta tự hào kiểu chàng trai vàng trong làng chơi bao đó. Mày là người gửi cái hộp ghê tởm đó tới cho mẹ tao có đúng như vậy không hả? Tao hỏi mày là ai? Nói cho tao biết đi, mày là ai vậy? Mình đi. Alo.ที่ฉันทำไปเพื่อใครประชดตัวเองทำร้าย